Em là Khuất Phương Anh, vận động viên điền kinh đội tuyển Việt Nam. Em đến với điền kinh vào năm em học trường cấp 2 ạ. Một lần em được nhà trường cho thi giải học sinh của Hà Nội thì em được giành huy chương vàng, và sau đó tiếp tục em tham dự giải Việt giã báo Hà Nội mới và em được huy chương bạc ạ. Sau đó được các thầy cô của đội tuyển điền kinh gọi lên tập trung từ năm 2011 đến nay ạ. Em đã theo điền kinh 7 năm ạ. Và điền kinh mang lại cho em rất nhiều ạ. Vui có, buồn có. Và cái đường chạy điền kinh nó hấp dẫn em, mang đến cho em rất nhiều cảm hứng. Thi đấu thì em thích nhất là vài chục mét cuối ạ. Lúc đó em có thể bung sức của mình và là đoạn em thích nhất. Em có thể vượt qua chính mình ạ, vượt qua những đối thủ và vượt qua những mét cuối để giành chiến thắng cho mình ạ. Huy chương vàng nội dung 800m ở giải điền kinh Thái Lan mở rộng vừa qua là chiến thắng gần nhất của em, chưa phải là điểm cuối cùng. Sắp tới thì em sẽ cố gắng thi đấu thật tốt ở các giải tiền ASEAN để em được có cơ hội tham dự giải đấu lớn của châu lục.